Chào mừng các em đến với khóa học Ngữ văn lớp 8 của trang web olm.vn. Ở phần thứ nhất của bài học, chúng mình đã tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm, đã biết được hoàn cảnh sáng tác, thể loại, nội dung của các phần, đi sâu vào khám phá tác phẩm dựa trên bố cục đã phân chia. Chúng mình đã tìm hiểu hai câu đầu của văn bản, thấy rõ được tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi. Nhân nghĩa là lẽ phải yêu thương, quý trọng con người. Nhân nghĩa ở đây gắn liền với tư tưởng yêu nước, chống ngoài xâm, bảo vệ tổ quốc, đem lại cho người dân cuộc sống bình yên, ấm no. Đây cũng chính là nguyên lý gốc, là tiền đề, là cơ sở lý luận, nguyên nhân thắng lợi của nghĩa quân Nam Sơn trong kháng chiến chống quân Minh. Và đây cũng chính là điểm tựa linh hồn của bài Bình Ngô Đại Cáo. Tiếp nối bài học, Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần tiếp theo để thấy rõ được tác giả đã nêu bật nội dung chân lý về sự tồn tại độc lập có chủ quyền của dân tộc Đại Việt như thế nào nhé. Mời các bạn đến với phần 2, chân lý về chủ quyền độc lập dân tộc. Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác, từ triệu, đinh, lý, trần bao đời gây nền độc lập cùng hán đường tống nguyên mỗi bên xưng đế một phương tùy mạnh yếu từng lúc khác nhau song hào kiệt đời nào cũng có nguyễn trãi đã đưa ra những yếu tố căn bản nào để xác định độc lập chủ quyền của dân tộc trong đoạn văn bản trên những yếu tố căn bản mà nguyễn trãi dùng để xác định độc lập chủ quyền dân tộc bao gồm có văn hiến phong tục tập quán truyền thống lịch sử lãnh thổ riêng và cũng chính trong đoạn này tác giả đã so sánh từng triều đại một cách đối lập đầu tiên là nền văn hiến lâu đời tiếp theo là lãnh thổ riêng cụ thể núi sông bờ cõi đại chia ngoài ra tác giả còn khẳng định nước đại việt có phong tục tập quán riêng phong tục bắc nam cùng khác bên cạnh đó đại việt có truyền thống lịch sử đáng tự hào đất nước ta tự hào có lịch sử riêng triều đại riêng như triệu đinh lý trần độc lập cùng hán đường tống nguyên ở phương bắc qua đây có thể thấy tư tưởng tự hào dân tộc đất nước có truyền thống văn hiến lâu đời có chủ quyền dân tộc ngang hàng với phong kiến phương bắc ta ngang hàng với trung quốc về trình độ chính trị tổ chức chế độ quản lý quốc gia trong đoạn này tác giả đã sử dụng nghệ thuật dùng hình ảnh đối lập so sánh để làm rõ tất cả những ý kiến trên theo các bạn, Nguyễn Trãi muốn khẳng định điều gì thông qua các bằng chứng đã được trình bày trong đoạn trên? Nếu theo dõi bài giảng, đây là một câu hỏi không khó đúng không nào? Như cô đã phân tích, giảng giải, Đại Việt là một nước độc lập có lãnh thổ riêng phong tục tập quán riêng có lịch sử đáng tự hào hoàng đế cai trị cùng sánh vai với các triều đại phong kiến đó chính là điều mà tác giả nguyễn trãi muốn khẳng định thông qua các bằng chứng đã đưa ra qua đây có thể thấy quan niệm hoàn chỉnh về quốc gia dân tộc và quả thực nước đại việt ta được xem là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc dựa trên những phân tích vừa rồi để chứng minh chân lý về chủ quyền độc lập dân tộc ở phần tiếp theo tác giả đã đưa ra những minh chứng và đặc biệt những minh chứng này dựa trên cơ sở lịch sử và có tính thực tế để chứng minh cho tính chất hiển nhiên tác giả đã dựa vào sự thật lịch sử lưu cung tham công nên thất bại triều tiết thích lớn phải tiêu vong cửa hàm tử bắt sóng toa đô sông bạch đằng xiết tươi ô mã việc xưa xem xét chứng cứ còn ghi qua đây có thể thấy tác giả sử dụng bằng chứng cụ thể sinh động rõ ràng không thể chối cãi vì có lịch sử ghi chép kỹ càng chính xác làm sáng tỏ sức mạnh của chân lý độc lập dân tộc cùng đọc lại đoạn văn bản vừa rồi và cho cô biết dòng điệu của tác giả trong đoạn văn trên là để xác định được dòng điệu trước hết các bạn có thể hình dung về câu văn trong đoạn văn bản trên câu văn biền ngẫu có hai vế sóng đôi cân xứng tạo nên sự cân đối nhịp nhàng chính câu văn này cũng góp phần tạo nên dòng điệu của tác giả đầu tiên đó chính là dòng châm biếm khinh bỉ khẳng định sự thất bại của phong kiến trung quốc khi chúng tham lam bành trướng bá quyền đi ngược lại chân lý hiển nhiên thì chuốc lấy bài phong bên cạnh đó cũng có dòng điệu tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc như vậy, có thể thấy trong đoạn này, tác giả khẳng định chủ quyền độc lập của nước ta, niềm tự hào về truyền thống đấu tranh vị vang của nhân dân. Qua đây, có thể thấy bài cáo vừa thể hiện chân lý về sự tồn tại độc lập dân tộc, vừa phát huy niềm tự hào dân tộc đã trở thành truyền thống của thế hệ đi trước. Như chúng ta đã khẳng định, văn bản được xem là bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc là một án văn hào hùng kiệt xuất vậy thì sự đóng góp của những đặc sắc nghệ thuật là điều vô cùng quan trọng chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo những đặc sắc nghệ thuật trong văn bản theo các bạn dòng nào nói đúng về đặc sắc nghệ thuật của văn bản nước đại việt ta trước hết dễ dàng nhận biết văn bản sử dụng câu văn biền ngẫu đối xứng song song ngoài ra văn bản còn có lời văn đanh thép tác giả sử dụng các từ ngữ có tính chất hiển nhiên vốn có lâu đời của nước đại việt độc lập ví dụ như từ trước vốn xưng đã lâu đã chia cũng khác và phép so sánh ngang bằng ta với trung quốc về chính trị tổ chức chế độ quản lý quốc gia cũng chính trong lời văn này, tác giả cũng sử dụng những từ đối lập ví dụ như mạnh yếu từng lúc khác nhau, hay là nổi bật chiến công của ta và thất bại của địch. Một đặc sắc nghệ thuật không thể không kể đến trong văn bản đó là phép liệt kê, hán đường tống nguyên, triệu đinh lý trần, vân vân nêu chân lý khách quan sức mạnh của chính nghĩa bằng những bằng chứng xác thực như lưu cung thất bại, triệu tiết tiêu phong, toa đô, mạ ô, kẻ bị bắt, người bị giết, chứng cớ còn ghi. Qua đây chứng minh cho sức mạnh của chính nghĩa và cũng thấy được lý lẽ và dẫn chứng đó đã tạo nên sức thuyết phục cho bài cáo. biện pháp liệt kê và lấy bằng chứng từ thực tiễn lịch sử đã làm sáng tỏ sức mạnh của tư tưởng nhân nghĩa và sức mạnh của chân lý độc lập dân tộc tác giả quả là một người anh hùng mang tư tưởng nhân nghĩa tiến bộ giàu tình cảm ý thức dân tộc và giàu lòng tự hào yêu thương nhân dân như vậy vừa rồi chúng mình đã cùng nhau đi qua các nội dung có trong phần tìm hiểu chi tiết văn bản Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần cuối cùng đó chính là tổng kết. Ở phần này, các bạn một lần nữa sẽ khái quát lại những nội dung và nghệ thuật đặc sắc của văn bản nhé. Trước hết về nội dung. Nước Đại Việt ta có ý nghĩa như một bản tuyên ngôn độc lập. Đất nước ta có nền văn hiến, có lãnh thổ riêng, phong tục riêng, có chủ quyền, có truyền thống lịch sử. Vì thế, bất kỳ hành động xâm lược trái đạo lý nào của kẻ thù đều sẽ phải chịu một kết cục thảm bại. Về nghệ thuật, các bạn học sinh có thể lưu ý một vài yếu tố về nghệ thuật đặc sắc như lập luận chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, luận điểm rõ ràng, luận cứ chính xác, giọng điệu giàu cảm xúc, tự hào, hùng hồn và lời văn biển ngẫu, nhịp nhàng các bạn thân mến như vậy trong video này cô trò chúng ta đã kết thúc quá trình tìm hiểu văn bản nước đại việt ta hy vọng rằng bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn củng cố những kiến thức về một văn bản nghị luận hôn đúc cho chúng ta tình yêu quê hương đất nước niềm tự hào dân tộc video của chúng mình đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những tiết học tiếp theo nhé